Chiếc máy kéo kia bị lúng rồi bạn ơi, vô sau. Chiếc này thì hiện tại đỡ hơn 2 lớp rồi nè các bạn. Giờ chạy qua dưới cầu chạy vô trước. Trời đang mưa nha các bạn. Gắn thu hoạch xong cái miếng vuông này chạy vô ha. Trời mưa cũng lớn rồi, ướt lúa hết. Dốc này cũng gắt ha, bẻ qua cua liền luôn. Chưa lên qua đây mấy kéo lầy nữa các bạn ơi. Hiện tại đang chở lúa mà tính chạy vô, chạy qua vĩ cầu nè các bạn, nhưng mà giờ mắc lầy. Trời đang mưa nữa. Lúa thì còn mấy len nữa thì xong các bạn. Anh tài xế đang cố gắng chạy cách trước rồi. Chiếc máy kéo kia bị lúng rồi các bạn ơi, vô sau. Chiếc này thì hiện tại đỡ hơn 2 lớp rồi nè các bạn. Giờ chạy qua dưới cầu chạy vô trước. Trời đang mưa nha các bạn. Gắn thu hoạch xong cái miếng vuông này chạy vô ha. Trời mưa cũng lớn rồi, ướt lúa hết. Dốc này cũng gắt ha, bẻ qua cua liền luôn. Rồi máy chạy vô các bạn. Đây, chiếc TC70 đang xử lý lan sát đường mương. Kéo giờ di chuyển vô cả cây số đâu. Cái dãy cầu mưa này ngồi ngập nước luôn. Này đã cắt xong rồi kéo các bạn ơi. Đây đi cắt nữa rồi. Này chạy lại tải lúa lên cột. Cái này lui qua kéo mấy kia đó các bạn ơi. Đó, chạy qua giải cứu nha, nãy giờ cắt cũng xong rồi. Tài xế đây nãy giờ đang chờ. Kéo lái nè, kéo tới các bạn ơi, đang di chuyển qua ha. phía trước này nó cũng rất là lầy luôn các bạn. Mấy cái mương nó lấp lại nè. Chưa lên nổi các bạn ơi. Rồi bên đây bắt đầu kéo rồi các bạn. Lên các bạn ơi, lên được nữa rồi nè, nhưng mà tới cán nha. Máy này tự dược luôn. Này cắt cán nha các bạn ơi. Để buộc dây vô cái bánh xích. Cắt dây cán nha các bạn ơi, bắt đầu kéo nè. Mình lên này nhẫn lên cái bờ này. Chị mới kéo lại để chắc lúa qua để em